thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản là một trong những nội dung trọng tâm tại hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và ông Khamani Itirat, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào diễn ra tại Hà Nội. Tại hội đàm, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Khamani Intilat đã giả soát đánh giá tình hình hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản giữa hai nước trong thời gian vừa qua. Trong buổi hội đàm, Hai bộ trưởng đã thống nhất về cơ bản các nội dung chính của hiệp định sửa đổi hiệp định hợp tác giữa hai chính phủ trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản năm 2006 để có cơ sở báo cáo chính phủ hai nước phê duyệt và ký trong thời gian sớm nhất, tạo khuôn khổ hợp tác ổn định, dài hạn về năng lượng và khoáng sản giữa hai nước cho phù hợp với tình hình mới của khu vực và thế giới. Các nội dung chính gồm danh sách các dự án nguồn điện chính phủ Lào xác nhận giới thiệu bán điện về Việt Nam, phương án đấu nối và đường dây liên kết để truyền tải điện về Việt Nam, cơ chế đàm phán giá mua bán điện hai bên nhất trí tiếp tục hỗ trợ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đối với dự án muối mỏ Cali, sớm hỗ trợ dự án thủy điện Mỹ Lý nậm mô 1 đi vào triển khai.